are you free on Tuesday? Làm rồi. Thứ là phải xài on các bạn. Câu số 1 có một trận đấu bóng đá thú vị trên TV tối qua, tôi thực sự thích nó, vậy là thú vị rồi. Mà thú vị đó là exciting. Boring là nhàm chán, popular là phổ biến, interesting là quan tâm. Câu số 2, họ thích đọc sách hơn là xem TV, bây giờ prefer là phải đi với chu rồi, cho nên chọn chu. Câu số 3, what kind of film would you like? Tại sao chọn phim? Bởi vì đằng sau nó cartoon này. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải chọn phim. Rồi, Nga thích đằng sau có từ like, động từ thêm in hoặc là chu infinity. Thế ở đây nó chỉ có chu infinity thôi, chọn chu infinity. Câu số 5, tôi đã xem một cái gì? Một cái gì rất là hay. Một cái chương trình. Một cái gì rất là hay. On or last night. Về con cú hả? Và đêm hôm qua. Đây là một chương trình thôi. Vậy chọn program. Rồi trang 104. Đây có hết rồi. 104 đây. Rồi how about swimming? Thế còn đi bơi thì sao? Bởi vì đằng sau đây là câu đề nghị các bạn. Câu đề nghị mà cái swim này nó có in, cho nên chắc chắn là phải là how about rồi. Nếu mà xài let là let swim, shall we swim, why not swim. Vậy không thể xài ba câu này được, phải chọn câu A. Thanh thiếu niên thích nghe nhạc, những bản nhạc pop mới nhất là latest. Sang câu số 8, tại sao chúng ta không đi xem phim vào cuối tuần này nhỉ? Not a bad idea, không phải là ý kiến tồi. Chúng ta chọn câu B. Cho rằng đúng của động từ trong ngoặc nào. Đằng sau prefer động từ thêm in, cho nên các bạn viết riding ở đây và bên này là walking. Dễ lắm. Mẹ của tôi thích cưỡi ngựa. Thích gì? Thích đạp xe hơn là đi bộ. Con muỗi chất dẫm này. Rồi các bạn câu 2 các bạn. Rồi câu số 3 này. Câu số 2 này. Lan đã sống ở đâu khi ấy còn là một đứa trẻ? Vậy khi bạn sống ở đâu khi bạn là một đứa trẻ? Các bạn, quá khứ rồi. Khi mình là một đứa trẻ là quá khứ rồi, cho nên đây thì xài thì quá khứ nhá. Và quá khứ một câu hỏi là xài did. Where did you live? Đấy. Sang câu số 3, gia đình của Lan xem TV vào mỗi đêm. Bây giờ mỗi đêm là hiện tại đơn. Mỗi đêm là hiện tại đơn, cho nên ở đây chủ ngữ số ít thì xài thêm s vào là đọc là watch it. Sang câu số 4, would you like nào, sau would you like là chu infinity. Thế là các bạn biết thôi, và các bạn nhớ would you like là chu infinity hoặc là pink. Đằng sau would you like là một chu infinity, các bạn viết chu have. Câu số 5, cách đây nhiều năm thì hầu hết những người Việt Nam không có TV. Mọi người là số nhiều, mà đây là quá khứ, xài did than have. Nhà mình có nghỉ không? Biết gì? Nghỉ không. Câu số 6, Nga không thích Nga không thích gì? Nga không thích xem chương trình thể thao, cô ấy thích tham gia hơn. Ở đây các bạn nhớ này, đằng sau like là động từ thêm in hoặc chu infinity, watching hoặc là chu watch. Đằng sau prefer chắc chắn là động từ thêm in rồi, biết là checking. Câu số 7, what will you do tomorrow night? What will you do tomorrow night? Nghĩa là gì? Bạn sẽ làm cái gì vào tối mai? Bạn sẽ làm gì vào tối mai? Tương lai rồi, cho nên các bạn phải xài will. Tương lai là phải xài will, ok. Tương lai là phải xài will. I will see a movie with my parents. Tôi sẽ xem phim với bố mẹ tôi. Câu số 8, how about cộng đồng từ thêm in, cho nên đây là going. How about going to the beach this afternoon? Thế còn đi bãi biển vào chiều nay thì sao? Ok, xong nhá. Xong bài 1, bài 2, La Mã, trang 103, 104. Rồi, xuống bài số 3 các bạn, xuống bài số 3 đi.